Nhà vườn Á Phong Sơn gửi các bác ngắm con hươu độc nhất vô nhị tại nhà vườn Á Phong Sơn. Cây này thì em vừa đưa về thì đã có một anh trai đã đặt mua, bởi vì nó có mỗi một cây này, có duy nhất một con nai mà ông cụ ông nổi hứng lên thì ông đắp con nai rồi ông cấy cây lên thì thấy nó hay hay quá mà thấy không ở đâu có nên là em mua về nhà vườn Á Phong Sơn. Đó, và một anh trai khách quen đã xem thấy và anh cũng đã đặt mua cây này. Gửi nên em quay lên để các bác cùng ngắm. Thì thoảng em cũng sưu tầm được một ít hàng mà nó đẹp, độc lạ lạ thì em gửi lên để các bác giao lưu. Và em thường đăng lên Zalo trước. Đó, nên các bác có nhu cầu mua cây để các bác có thể kết bạn trực tiếp với Zalo của nhà vườn Á Phong Sơn. Em đăng tên mới lên hàng ngày. Đó, đây cũng là một đôi trâu. Đó, anh trai đã đặt mua một đôi trâu và một con nai. Đôi trâu này cũng đầu tiên về với nhà vườn Á Phong Sơn. Đôi trâu này thì dáng kiểu con trâu này thì có, nhưng mà để nó hoàn thiện nó mịn như này thì cũng hơi ít. Còn riêng cái phần con nai kia thì chỉ có duy nhất một con nai. Đó, em gửi lên để các bác cùng ngắm trâu, ngắm nai của nhà vườn Á Phong Sơn. Các bác có thể kết bạn Zalo với nhà vườn Á Phong Sơn để các bác xem những cây mới hàng ngày. Đó, hoặc các bác có nhu cầu mua cây nào, hoặc các bác cần tư vấn cây nào thì nhà vườn Á Phong Sơn biết được thì nhà vườn Phong Sơn sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn cho các bác. Đó, cảm ơn các bác. Các bác hãy đăng ký kênh của nhà vườn Á Phong Sơn để theo dõi những video mới hàng ngày. Cảm ơn các bác rất là nhiều.